맺은 남 똑같아요. 네네. 우리 요거 공부해요, 한번. 상대방의 편안함을 확인하기. 대화에 들어가기 전에 상대방이 편안하게 느끼고 대화할 의향이 있는지 확인하세요. 만약 유튜브 프로젝트를 위한 영상 촬영이 필요하다면 녹화가 가능한지 정중하게 물어보세요. 예시. 잠깐만요. 혹시 괜찮으시다면 저는 유튜브 영화 제작자입니다. 채널을 위해 대화를 녹화해도 될까요? 괜찮지 않으시다면 그냥 이야기만 나눠도 좋습니다. 네, 한번 읽어주세요. 네. 상대방의 편안함을 확인하기. 대화에 들어가기 전에 상대방이 편안하게 느끼고 대화할 의향이 있는지 확인하세요. 만약 대화할 의향이 있는지, 알어? 맞아, 들었어요. 네네. 만약 유튜브 프로젝트를 위한 영상 촬영이 필요하다면 녹화가 가능한지 정중하게 물어보세요. 예시, 혹시 괜찮으시다면 저는 유튜브 영화 제작자입니다. 채널을 위해 대화를 녹화해도 될까요? 아, 괜찮지 않으시다면 그냥 이야기만 나누어도 좋습니다. 아, 땡볕 한번 해볼까요? 상대방의 네, 편안함을 라. 예, 확인. 상대방. thoải mái của đối phương. 얼굴, 예. 마이 얼굴. Trước khi mà vào cuộc trò chuyện thì hãy kiểm tra xem rằng là có sự cảm nhận Né. đối phương có cảm nhận thoải mái và có cái ý hang là cái gì nhỉ? Né. 의향, 의도, 생각, 생각. 인이야, 인이야. 아, có cái suy nghĩ à? Né. 생각 Né, có cái có ý có suy nghĩ muốn để nói chuyện không, nếu cần quay video để làm dự án YouTube à, Nè, thì yeah, hãy hỏi một cách tôn trọng nè. xem là nộp qua là Quay có lại. thể nộp Có thể quay nộp lại. hoa Quay lại, phát động. Hát à. 말이에요. 촬영하고 녹화, 기록, 녹화나, 녹음, 녹화. 리코딩. 녹화. 어, Có hay hỏi xem quay hỏi quay lại đi. hỏi hỏi xem Cả hồi là phải trong chung hỏi một cách lịch sự ấy, lịch xem là sử lịch sử có thể nộp hoa không. lịch sử không không tại sao Ví dụ à, nếu liệu bạn có sao không? Liệu bạn có ổn không? Tôi thì là người sáng tác dự án phim ở YouTube. Né. Dù quay Lại. nộp hoa. À, quay. Nộp Chào. hoa là quay á, là Quay lại. quay lại á. Né, né, né. Đúng rồi. Quay lại. Có thể quay Quay lại. lại như kiểu là khi mà kỳ đê cả kỳ tròn cả kỳ cài kia quay khi mà đi đi quay lại à. Đi quay lại à,
giống như thổ rau,뭐라고 하다? 도라 까다. 아, 돌아가다예요. 그러면 녹화는 그냥 기록하다. 녹화하는 기록 촬영하다 비슷해요. 촬영 là quay,촬영 là chụp ảnh nha, Quay phim, 네. quay그러면 phim à? yeah. 그 때 quay À, phim 다 주엔 quay phim조 투엔 첸 thì첸 유튜브 dù quay, tôi có thể quay quay lại cái cuộc trò chuyện New cho Hongdae Che Nòi. Che Nòi là muối ốc, tức Chen, xì muối ốc. Chen, Chen. YouTube channel, tôi YouTube channel, Chen của YouTube là best of tour. Channel là Chen, Chen, Tên Chen, yeah, Chen YouTube, Tên yeah. là Channel, kênh nhá. Chen. À, dù tôi có thể quay lại cái cuộc trò chuyện để cho kênh của tôi được không? Nếu Yeah. mà không được thì À không được nếu nè không được thì thì tôi câu chỉ cần chuyện chia sẻ câu chuyện câu chuyện là được. nè nè trung nhân su tôi mãi của hồ còn nào nhé. Xác nhận Ờ, thế ga ý cơ bởi kéo ừ. À, 그러면 잠깐 놔둬. 나 지금 공부 중이라서 바로 나가기 어렵고, 차에다가 잠깐 놓고 그냥 두라. 오케이. 띵 뱃. 네, xác nhận sự thoải mái của họ. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, hãy đảm bảo rằng người kia cảm thấy thoải mái và sẵn sàng trò chuyện. Nếu bạn đang quay phim cho dự án YouTube, hãy nói một cách lịch sự xem có thể quay lại cuộc trò chuyện hay không. Nè. Ví dụ đâu? Ví dụ,여기 있어. Jessie, Yeah, 비주. ví dụ nếu bạn không phiền, mình là một nhà làm phim. Nhà làm phim là chế chắc cha làm phim trên YouTube, liệu mình có thể quay lại cuộc trò chuyện của chúng ta cho kênh của mình không? Nếu không thoải mái, chỉ nói chuyện thôi cũng được. Nè. Tôi sẽ đọc xác nhận sự thoải mái của họ. Sau khi bắt đầu cuộc trò chuyện, hãy đảm bảo rằng người kia cảm thấy thoải mái và sẵn sàng tạo trò chuyện. Nếu bạn đang quay phim, cho chú ăn YouTube, hãy hỏi một cách lịch sử xem có thể quay lại cuộc trò chuyện hay không. Ví dụ, nếu bạn không phiền, mình là một nhà làm phim trên YouTube, nếu mình có thể quay lại cuộc trò chuyện của chúng ta cho kênh của mình không? Nếu không thoải mái, chỉ nói chuyện tôi cũng được. Tiếng Hàn 얘기해 볼게요. 상냥수 말 Tăng tên그 bằng편안함 상대방의 nghe.상대방이에요 상대방. Sang tê bằng,오케이 상 tăng tê bằng là상대방의 그들이 편안함을 ừ.편하게 해주세요. Cho nàng hà mươi주세요. thoát kỳ nà kỳ. 확인하세요. 오케이. 교촌 이야기를 시작하기 전에 해보세요.
확인하세요. 담보하세요. 랑 노이 기아 상대방이 영어 기아 느낌 상대방이 깜짝 편안함 느낌 감사해. 깜짝 또 마이 편안함을 느끼는지 그리고 쌍쌍 편안함이 미리 쫓은 이야기하기 미리 얘기하세요. 뉴반 단과핑 유튜브 프로젝트를 위해 영상을 과이 촬영을 한다면 네오 아 하이 하세요. 호이 물어보세요. 뭐가 클릭수 정중하게 땡코테 콰이라이 녹화해도 되는지 콰이라이라 녹화 같아요. 콰이라이가 꼭 콰이라이 꼭 조추엔 하이퐁 또는 그 이야기를 녹화해도 되는지 안 되는지 얘기해 보세요. 예를 들어서 비디오 당신이 불편하지 않다면 괜찮다면 내가 밀라모냐 람핀젠 유튜브에 그 채널의 영상을 냐람 만들어요. 만드는 사람이에요. 제작자 냐람 Nhà làm phim là chị chắc chắn. ok. 뭐냐람 제작자예요. 류할수 있을까요? 이거였죠. 류가 류민 내가 Liệu là콰이라이 녹화할 수 있어요? 쫄츄엔 대화를 우리 대화를 민콩 나의 그 채널을 위해서 대화 녹화해도 괜찮아요? 네오 콩토이마이 만약 편안하지 않으면 그냥 편안하지 우리 않으면 쫄츄엔 얘기합시다. 이야기만 그쪽 이야기만 해요. 네. 이야기만 해요. 오케이. 조금만 기다려. 숨 쉬지 마. 오케이. 남봄. 오케이. 상대방의 결정 존중하기. 상대방이 시간이 없거나 녹화를 원하지 않는다고 하면 그들의 선택을 존중하고 그럼에도 불구하고 시간을 내어준 것에 대해 감사함을 표현하세요. 만약 그들이 대화에 응한다면 대화를 계속 이어가세요. 예시, 바쁘시다면 괜찮아요. 시간을 내주셔서 감사합니다. 네, 읽어주세요. 네, 상대방의 결정 존중하기. 상대방이 시간이 없거나 녹화를 원치 않는다고 하면 그들이 선택을 존중하고 그럼에도 불구하고 시간을 내어준 것에 대해 감사함을 표현하세요. 만약 그들이 대화에 응한다면 대화를 계속 이어가세요. 대신 바쁘시다면 괜찮아요. 시간을 내주셔서 감사합니다. 네. 이니아팅 뱃 한번 볼까요? 존중 라 아, 존중 tôn trọng존중 아 quyết tôn định của đối phương, quyết định của họ. à của họ Quyết định của đối phương. Nếu không có nếu đối phương không có thời gian hay là không muốn quay lại cuộc trò chuyện thì hãy tôn trọng cái sự lựa chọn của họ. Chị có nơi hay dù bố cô họ cô nước mắt anh hay thể hiện sự cảm ơn về em về cảm ơn Kuromito, bạn dù như thế à, để dù tôi như chẳng vậy cô tôi chẳng thì hãy thể hiện sự cảm ơn về cái bố cô sự bố cô họ cô bố cô họ cô nghĩa là gì? 아마 능마 하지만 그럼에도 À, đúng. 불구하고 네아아아아아 Cảm ơn về cái네 việc họ dành thời gian new về việc họ dành thời gian cho mình.
nếu mà ứng đúng rồi ta hàn cô cứ họ phản ứng à, tiếng hoa hát ta miệng ăn ta miệng ok ok ứng hai ta ok ok hết à sự nếu mà họ đồng ý à à hết cái cô là thổ nghi hả tả, nè nè khát thay ứng hai ta thông nghi hai nếu miệng mà họ đồng ý về cuộc trò chuyện nè thì hãy tiếp tục cuộc trò chuyện. lệ Ví dụ nếu nếu mà bận thì không sao cả, không sao và cảm ơn họ vì đã dành thời gian cho mình. ok cảm ơn họ thời gian cho mình ok bốn nè chúc bốn Câu bố à, bốn là tôn trọng quyết định của họ. Nếu họ nói rằng họ không có thời gian hoặc không muốn được quay phim, hãy tôn trọng lựa chọn của họ và cảm ơn họ dù sao. Nếu họ sẵn sàng trò chuyện, bạn có thể tiếp tục. Ví dụ, không sao nếu bạn bận. À, cảm ơn bạn đã dành thời gian. không trong quay quá trình của họ nhiều họ nói rằng họ không có thời gian họ không muốn được quay phim hay tôn trọng lựa chọn của họ và cảm ơn họ chứ sao nếu họ sang chỗ chuyện bạn có thể tiếp tục ví dụ không sao nếu nếu bạn bạn cảm ơn bạn đã gian tôi gian Ừ, đã dành thời gian à nên đấy thì tâm như lẻ tả. cầm này tôn trọng cười chồng Ủa? cứ đi thật chồng ấy Yeah. chúng ta sẽ học đúng Nhà mới mua. Nhà mới giá không? Ừ. À, cái chút nữa à, là nếu ít다면 họ nói rằng 말하세요, 명확하게. 공포 또 이제 시간이 없다면 또는 원하지 않으면 몸독 과이핀 힘을 영향을 녹음하는 걸 원하지 않으면 하세요. 존중하세요. 존중 로어 존 선택하세요. 그들의 선택을 존중하세요. 그리고 감은 호주사오 그들의 주사오, 육각 주사오, 그걸 감사하세요. 시간, 사, 주사오이냐, 라지? Dù sao là dù sao là bù cu hả cô, ê tô bù그럼에도 cu hả불구하고, cô, ok. ừ,주사오, 뭐 그럼에도 뭐 불구하고, 배우 네네네, 분법, 오케이. 유사오 그럼에도 불구하고 그들에게 감사하세요. 뉴호상산 그들이 이야기를 한다면 반코테 계속 이야기를 이어나가세요. 특히 예를 들면 비주 홍사오니 반반 너 당신이 바쁘지 않으면 바쁘다면 바쁘다면 괜찮아요 아 괜찮 오케이 괜찮아요 홍사오 니 반반 괜찮아요 당신이 바쁘면 홍사오 괜찮아요 그러면 바단 잔또 이제 시간을 내주셔서 고마워요 맞아요 네, 시간은 네, 주셔서 감사합니다. 네. 아마도 했어요. 언제? 20분 동안의 대화를 요청하는 샘플 대화. 다음은 누군가에게 20분 정도 대화를 나누고 싶다고 요청하는 대화 예시입니다. 밑에까지 할게요. 한번 볼까? 예, 될것 같아요. 당신, 반, 안녕하세요. 저는 사라라고 해요. 한국에서 온 여행자입니다. 이 지역을 탐험 중인데,
지역 문화나 방문할 곳들에 대해 더 알고 싶어요. 20분 정도 이야기 나눌 수 있을까요? 네. 20분 동안의 대화를 요청하는 샘플 대화. 다음은 누군가에게 20분 정도 대화를 나누고 싶다고 요청하는 대화 레시피입니다. 당신, 안녕하세요. 저는 사라라고 해요. 한국에서 온 여행자입니다. 이 지역의 탐험 중인데, 지역 문화나 방문할 곳들에 대해 더 알고 싶었어요. 20분 정도 이야기 나눌 수 있을까요? 네, 이니아 탱글 몇 샘플라 명이나 비주 예 샘플라 이그잼플 비주 리조와 예예예 예를 예예예 모델 예시야. 예예 비주 샘플 네. các cuộc trò chuyện vì cuộc trò chuyện yêu cầu Yêu cầu yêu cầu cuộc trò chuyện, ví dụ cuộc trò chuyện mà yêu yêu cầu cầu trao chuyện của trong số suốt 20 phút à? 20 phút nè Sau tôi đã đây dưới đây là ví dụ về okay. cuộc trò chuyện được yêu cầu mà Trao chuyện cuộc trò chuyện được yêu cầu muốn rằng là muốn chia sẻ nè về cuộc trò chuyện khoảng 20 phút à, muốn chia sẻ cho ai đó, nè nè muốn chú thể muốn chia sẻ cuộc trò chuyện cho ai đó nè khoảng 20 phút. nè nè cho hỏi được chứ Vì thằng ban xin ban là xin chào, tôi là Sarah, tôi là khách du lịch, là du khách đến từ Hàn Quốc. Tôi đang trong quá trình thám hiểm khu vực này. mô 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 biết Tôi muốn biết vì nè tôi muốn biết về cái nơi về những nơi mà mô 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 chia phúng tôi văn muốn biết hóa chia phúng văn hóa ở khu vực, văn hóa nơi phúng đa khu vực và những nơi mà tôi sẽ đi tham quan. tham quan Tôi có thể bạn có thể chia sẻ Anh có thể bạn chia có thể chia sẻ sẻ câu chuyện. câu chuyện khoảng 20 phút được không? Yeah, 20 phút được không? Nè. Chuyện về... Anh mau chơi chuyện. Ai biết tầm. Tầm lắm nhé. Nè. 읽을 수 있어요? 또? 네, mẫu câu cuộc trò chuyện khi yêu cầu nói chuyện trong 20 phút. Dưới đây là ví dụ về cách bạn có thể yêu cầu ai đó nói chuyện trong khoảng 20 phút. Bạn, chào bạn, mình là Sarah, một du khách đến từ Hàn Quốc. Mình đang khám phá khu vực này và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương cũng như những nơi đáng tham quan. Bạn có khoảng 20 phút không? Nè, chúc cho chuyện ký yêu cầu là chuyện trong 20 phút. Tôi đây là ví dụ về các bạn có thể yêu cầu ai đó nói chuyện trong khoảng 20 phút. Bạn, chào bạn, mình là Sarah, một du khách đến từ Hàn Quốc.
mình đang khám phá khúc phu đấy và muốn tìm tô đem về văn hóa giữa phụ tướng nữ ngôn nói đang tham quan thành phố không hai mươi phương không Yagi yoku Ishikun Jongdo Yagi를 요구할 때에 네, 요이다일라 이게 이것은 예입니다. 비주예요. 당신이 요구하는 거예요. 누구한테 도 노이 시자 도 노이 트웬 정광 화 아니군. 아, 약 20분 동안 말하는 것에 요구할 수 있는 예시입니다. 당신, 자반, 안녕하세요. 민나세라, 나는 사라예요. 무주각된 관광객입니다. 한국에서, 관광객. 예, 네, 관광객, 주각, 렌투, 한국에서 온 관광객이에요. 나는 지금 이 지역을 여행하고 있어요. 깜파 여행하고 있어요. 몽팀, 여행 참 아, 감사라 탐험. 오케이. 탐험하고. 근데, 깜파 좀 이상해요. 탐험한다는 말은 좀 이상한 말이에요. 그냥, 보통은, 민당 주릭 국나 이렇게 좀더 나은 것 같아요. 탐험 이상해요. 탐험, 깜파라, 탐험, 어드벤처 하는 거는, 뉴 플레이스. 뭐이충 뭐이. 그러니까, 그 새로운 환경을 얘기할 때 쓰는 말이 있을 것 같아요. 아, 문기 네. 알고 싶어요. 이해하고 싶어요. 댐베 여기에 문화 작품, 지역 문화나 또는 누 종로의 담관 방문할 상관 방문할 만한 장소? 노이 장소 맞아요? Nơi là chẳng số아, 예, 곧. 아, 예, 당 탐관, 방문할 만한 장소를 알고 싶어요. 당신이 한 20분 정도, 시간이 있어요? 네. 20분 정도 시간이 있어요. 네네네. 네. 요거는 계속 할게요. 상대방, 네, 괜찮습니다. 무엇을 알고 싶으세요? 예, 읽어주세요. 상대방, 네, 괜찮습니다. 무엇을 알고 싶으세요? 감사합니다. 이 지역의 역사나 관광객들이 잘 모르는 숨겨진 명소에 대해 듣고 싶어요. 그리고 추천하실 만한 음식이나 문화 체험도 있을까요? 당신, 감사합니다. 이 지역의 역사나 관광객들이 잘 모르는 모른 숨겨진 명소에 대해 듣고 싶어요. 그리고 추천하실 만한 음식이나 문화 체험도 있을까요? 네, 상대방. 이곳이 잘 알려지지 않은 장소 중 하나는 지역 명소입니다. 역사에 관심이 있는 사람들에게는 좋은 곳이에요. 음식이라면 현지 음식을 꼭 드셔보세요. 상대방, 이곳에 잘 알려지지 않는 장소 중 하나는 지역 명소입니다. 역사에 관심이 있는 사람들에게는 좋은 곳이에요. 음식이라면 현지 음식을 꼭 드셔보세요. 아, 네, 당신 정말 멋지네요. 꼭 먹어보고 싶었어요. 그리고 혹시 괜찮으시다면 저는 유튜버인데 대화를 녹화해도 될까요? 불편하시다면 하지 않아도 괜찮습니다. 당신 정말 멋지네요. 꼭
먹고 싶었어요. 그리고 혹시 괜찮으시다면 저는 유튜버인데 대화를 녹화해도 될까요? 불편하시다면 하지 않아도 괜찮습니다. 네, 괜찮아요. 괜찮습니다. 네, 상대방. 네, 괜찮습니다. 아, 정말 감사합니다. 제 구독자들에게 이 대화를 공유할 수 있어서 기뻐요. 혹시 실례가 안 된다면 이 지역에 대해 어떻게 이렇게 많이 알게 되셨나요? 원래 이곳 출신인가요? 네, 당신 정말 감사합니다. 제 구독자들에게 이 대화를 공유할 수 있어서 기뻐요. 혹시 실례가 안 된다면 이 지역에 대해 어떻게 이렇게 많이 알게 되셨나요? 원래 이곳 출신이신가요? 네, 저는 이 지역에서 태어나 자랐고, 제 가족은 이곳에서 몇 세대 동안 살아왔습니다. 그래서 이곳에 대한 이야기를 나누는 게 항상 즐겁습니다. 네, 저는 이 지역에서 태어나 자랐고, 제 가족은 이곳에서 몇 세대 동안 살아왔습니다. 그래서 이곳에 대한 이야기를 나누는 게 항상 즐겁습니다. 아, 정말 멋지네요. 지역과의 연결이 깊으시군요. 이곳의 문화가 시간이 지나면서 어떻게 변했는지 궁금해요. 가장 큰 변화는 무엇이었나요? 정말 멋지네요. 지역과의 연결이 깊으시군요. 이곳의 문화가 시간이 지나면서 어떻게 변했는지 궁금해요. 가장 큰 변화는 무엇이었나요? 이런 대화는 자연스럽게 이어지고 상대방의 시간을 존중하며 풍부한 정보를 나눌 수 있습니다. 네, 이런 대화는 자연스럽게 이어지고 상대방의 시간을 존중하며 풍부한 정보를 나눌 수 있습니다. 아마 티앵벤 먼저 하고 난 다음에 이미 파악해 볼게요. 요거 아마 읽어 있어요. 예, 뇨이끼야 읽어주세요. 하나씩 네, 볼게요. người kia, được thôi. Mình có thể dành chút thời gian. Bạn muốn biết điều gì? Nhoikia, Bạn. Nhoikia가 상대방이에요? 상대방? Nhoikia? 아, 상대방. 네, Nhoikia. 아, 덕토이 민 고테 잔 쭈. 도이잔 밤몽 배듀지 네 다음 감사합니다. Mình muốn nghe thêm về lịch sử khu vực này. Và có lẽ là một số địa điểm ẩn mà du khách không thường biết đến. Ngoài ra, có món ăn hoặc trải nghiệm văn hóa nào bạn đề xuất không? bạn cảm ơn bạn mình muốn nhẹ tâm về lịch sử khu vực này và có lẽ là một số địa điểm ăn mà du khách không chung biết đến ngồi ra có món ăn hoặc trải nghiệm văn hóa nào bạn đề xuất không? Người kia, một trong những nơi ít được biết đến ở đây là địa điểm địa phương. Nó là một địa điểm tuyệt vời cho những ai quan tâm đến lịch sử. Còn về món ăn, bạn nên thử món ăn địa phương. Ngoài ra, một trong những nơi đặc biệt đến ở đây là địa phương. Nó là một địa điểm tuyệt vời cho những ai quan tâm đến lịch sử. Còn về món ăn, bạn nên thử món ăn địa phương. Sorry. Bạn nghe thật tuyệt. Mình đã muốn thử một món ăn địa phương rồi. À, nếu bạn không phiền, mình là YouTuber và muốn quay lại một phần cuộc trò chuyện của chúng ta.
nhưng chỉ nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn nghệ thuật chất quát mình đã muốn từ một món ăn địa phương rồi à, nếu nếu vẫn không hiện à, mình là YouTuber và muốn quay lại một fan cuộc trò chuyện của chúng ta những chi nhu nhu và cam tay thoải mái. Người kia: không sao đâu, mình không phiền. Nhỏ kia, không sao đâu, mình không phiền. Bạn: tuyệt vời, cảm ơn bạn. Mình rất vui khi có thể chia sẻ điều này với khán giả của mình. Nếu bạn không phiền cho mình hỏi, làm thế nào mà bạn biết nhiều khu vực này vậy? Bạn có phải là người gốc ở đây không? Bạn, tôi vội, cảm ơn bạn. Mình rất quý khi có thể chia sẻ chú này với khán giả của mình. Nếu bạn không phiền cho mình hỏi làm thế nào mà bạn biết nhiều về khu vực này vậy? À, bạn có phải là người gốc ở đại không? Gốc ở đây. Người kia: đúng vậy, mình đã sống ở đây suốt đời và gia đình mình đã sống ở khu vực này qua nhiều thế hệ. Vì vậy, mình luôn đam mê chia sẻ câu chuyện của nó. Nhồi kia, đúng vậy, mình đã sống ở đây suốt tuổi và gia đình mình đã sống ở khu vực này quá nhiều thế hệ. Vì vậy, mình luôn đam mê chia sẻ câu chuyện của nó. Bạn thật tuyệt vời, chắc hẳn là cảm giác tuyệt vời khi có sự kết nối sâu sắc với khu vực này. Mình muốn biết thêm về cách mà văn hóa địa phương đã thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi lớn nhất mà bạn đã thấy là gì? Bạn đã thuyết bồi, chắc hẳn là cảm giác thuyết bồi khi có sự kết nối sâu sắc với khu vực này. Mình muốn biết thêm về cách mà văn hóa địa phương đã thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi lớn nhất mà bạn đã thấy là gì? À, vẫn còn. Cuộc trò chuyện này diễn ra tự nhiên, tôn trọng thời gian của người kia và cho phép chia sẻ thông tin phong phú. À, cuộc trò chuyện này trên trà tuy nhiên không trốn thời gian của người kia và cho các chia sẻ thông tin phong phú. À, một phút namanende go đã tuy nhiên thiên hành nữ thiên về sự hành go đã tuy nhiên đã sư tham sĩ đã sư heo ama Nè. nay mai ở Hàn Quốc holiday huy địa nhà nhà ni ni đến huy với huy để Hữu ý, ngày nghỉ à á. eh để Mùa xuân hữu ý. à 이거 대천절이라고 있어요 그거 한국의 특별한 날아 Thức bơ ran này.후일 10월 3일은 대천절이라서 내일 쉬는 날 쉬는 날이란 쉬는 날인데 아마 8시에 공부할 수 꽃대호 공부할 수 있을 거예요. 네. 네네 내일 공부 할수 이제 있어요? 네네 이제 꽃대호 아 만약에 못하면 문자 할게요. 네. 아, 네, 1분 남아서 오늘 수고했어요. 네. 네, 수고하셨어요. 아, 담삐. 바이바이. 네.